cái đường mình chạy vô là nó vô cái xã Lao Chải. Đáng lẽ là phải đi đi qua coi cái gì đó, nhưng mà thấy cái dốc cao quá mà mình chạy xe xe tay ga mình không dám đi. Ở đây thấy người ta đi xe xe số rồi, tại mấy cái dốc cao cao á người ta thắng số được, còn mình đi xe tay ga mình không có thắng, không có thắng ai được. Thử ra cũng hơi khó, thôi không đi. Nó xuống mấy cái dốc như thế này mà nó dài quá là nó cháy thắng. Cái thắng mình vốn nó để giảm tốc độ là nó nóng, nó nóng mấy cục thắng. Còn xe số thì ta để số 1, số 2 là ta thả xuống. Cái số 1, số 2 nó gị lại, còn cái ga không có gị được. Cái đường đi Lào Cai ở trước này nè, thấy có bảng giới thiệu này tính vô mà thấy cái đường dốc quá, cách 7 cây số. Cái này là mấy cái láng để người ta thôi rụng, người ta nghỉ, người ta trong viện. Từ núi nó chảy xuống đi xe số này, đi xe tay ga cũng hơi xuống một cái dốc cao bóp thắng nó nóng, nóng thắng bóp lâu quá cái nóng thắng nó mới hư thắng. Chỗ này cũng đẹp nè, đứa nhỏ này nó mặc đồ dòng truyền thống của nó nè, đồ này nó đồ người Mông, đây là cái tập quá. Rồi, cảm ơn con. Quán qua cái đồ cũng người nọ của bên đây trên quốc lộ, hình như là quốc lộ 32 thì nó là thuộc về cái xã khác, cái xã Khao Mang. Còn hồi nãy cái gì xã kia nãy là xã cái gì Chải Mang Chải hay gì đó. Ở đây là người Mông, bà con người Mông mặc đồ đen.
là vô khu chợ rồi nè. Ở đây chạy đoạn đường này thấy mấy cái nhà sàn người ta làm kiểu này không? Rất là nhiều. Bây giờ ra khỏi cái xã Cao Mang, giờ chạy về hướng về Lào Cai, về Sapa chứ. Bên tay phải là núi, còn bên tay trái là cái rìa sông, cái dòng sông, dòng suối gì nó chảy ở dưới. Còn mấy cái sườn núi bà con thấy không? Mấy cái sườn núi bà con ta canh tác, ta làm thuốc lên trên kia luôn. Ở dưới này nhà lợp phim rô không? Còn đây là nguyên cái sườn, nguyên cái dách sườn núi bên kia là người ta trồng đủ thứ rồi đó. Người ta trồng bắp. Ở đây thì chuyên môn thấy trồng bắp. Người ta trồng thuốc trên cao quá à. Chỗ này là người ta làm hết rồi. Nguyên cái núi bên đó là bà con người ta khai thác rồi đó. Người ta canh tác đầy trên đó rồi. Dọc đây thấy bà con ta phơi lúa nhiều. Cũng phơi ngoài đường như dân miền Tây. Xe đò chạy lên Lào Cai, nghĩa lộ Mù Cang Chải rồi Sapa. Nó chạy cái ào quá. Có cái làng chỗ này cũng đẹp đẹp. Rồi đẹp quá anh Cúc. Kiếu nó không có nhà tắm suối. Tôi nghe nó là dưới này ta làm ruộng mà này cũng ruộng bậc thang rồi. Mấy chị em đang cấy mà. Ở trên đường thì có lúa phơi rồi. Còn ở dưới thì đang là đang cấy lúa mới. Đi bắt qua làng. Con đường chạy ở bên kia. Chạy lên. Chạy đường này nó chạy lên sườn núi luôn. Chỗ bên đây cũng có cái làng nữa. Mấy cái ruộng trước là ruộng bậc thang.
đèn đầu bạc cho mấy hộp lúa lép nó văng. Cũng như là ở miền Tây mình rê cho mấy cái hộp lúa lép nó ra, còn cái này đâu hoạt gì. Người ta hình như người ta đang gặt lúa. Có ruồi bé hay sao? Được không? Được cắt lúa à? Cổng em bé ở sau lưng. Đổ một thang. Đây ta đang xúc lúa. Xúc và đập à. Xúc bằng thế các bạn đập. Đường qua bên đó nó hơi xa, mình thấy ra không? Phải là gần mình chạy vô mình coi coi người ta đạp suốt lúa như thế nào. Con bơi lúa ở đây thu hoạch lúa mà con ta đang bơi lúa trên đường. Cái ông này đang thấy lúa vô bao của bà chứ. Còn ở trên kia thì đang ở bên đây thì đang xúc lúa à. Còn ở chỗ nào nãy đang cắt lúa, ở đây đang cắt lúa nè. Lúa kêu à. Mọi người sau ánh đèn con chỉ có mẹ thôi, cảm ơn mẹ cho con cả cuộc đời. Đứa này biết nó làm gì dưới này, bắt cá hay gì chứ mà. Ở dưới này là con suối. Không biết nó làm gì luôn. Ở đây có hai đứa chăn trâu. Ba đứa. Ở dưới suối đèn con gánh lúa cắt xong rồi,
cây giáp lúa rồi, cây giáp lúa rồi đang suốt rồi, cái này giáp luôn chứ không có, không có kiểu như gánh hay là xỏ cây tre gì gánh nữa.